Anh Long, anh Long, anh Long. Anh ơi. Trời ơi, cái gì vậy anh? Trời trời trời, anh chưa kịp trả lời luôn, hỏi một giây vậy. Sao? Hỏi đi. Trời ơi, cái gì á mà chói mắt ghê luôn á Long. Em mở cửa đi vô hả? Mà chiếu 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 vô mắt em luôn á. Xạo lắm. Chiếu 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 quá trời chiếu. Thì được rồi, nghe chiếu chói mắt em luôn. Đây em biết cái gì không? Dạ không. Đây là hai option, hai bộ cúc dành cho áo quần, áo vest phiên bản mới của mình nữa đó em. Cúc áo hả anh? Ừ. Cúc áo sao em thấy là có cúc to, cúc nhỏ khác nhau vậy anh? Thì theo thứ tự nè, nút này là dành cho nút áo, kích thước là cỡ 12mm. Cái này là dành cho cúc của cái túi quần sau là ở 15mm. Và cái này là cái cúc áo dành cho áo vest 20mm. Em thấy khác biệt với phiên bản trước không? Phiên bản trước là bên trong là lõm vô một nền sáng ống ống ảnh của vàng. Còn phiên bản này cũng sáng ống ảnh của vàng, nhưng mà nó sẽ nằm bằng ở ngoài. Còn phiên bản trước đã lõm vô trong. Và viên kim cương chủ cho cái cúc áo này tới 5.4 lần to. Vì vậy viên kim cương này cũng được trồi ra ngoài, du ra ngoài, tạo thành một điểm nhấn đặc biệt và rất là sáng ống ảnh. Là lý do tại sao hồi nãy em kêu là chói mắt em là vậy đó. Kim cương của cúc này là 5.4, vậy thì những cúc khác thì như thế nào vậy anh? Cúc áo thì 5.4, cúc quần thì 6.3, và rất nhiều viên kim cương nhỏ xung quanh cái rìa vòng tròn ngoài. Cái cúc cho cái áo vest là tới 7.2, to đùng, chiếu lấp la lấp đánh. Kim cương to như vậy á thì giá như thế nào vậy anh? Thì tùy vào mỗi viên em, tùy vào nước, tùy vào độ sạch, tùy vào viên đó đẹp như thế nào. Nói chung là nhiều yếu tố thì tùy viên sẽ có giá khác nhau. Nhưng viên 702 này nếu mà viên đẹp thì tầm trên 400 triệu. Ví dụ như là nước đi mà 3 Excellent VVS1 như viên cho cái cúc áo vest này là 702 nè. Nước đi VVS1 3 Excellent Quỳnh Quang Non, mặt bằng chiều cao lý tưởng, không một tì vết, viên cực kỳ đẹp. Viên này cũng vậy, cũng là nước đi luôn. Viên 6.3 cũng nước đi luôn. Nói chung là tất cả những viên này là đều là nước đi. Và VVS1 hết, 3 Excellent Quỳnh Quang đều nâng hết. Và đặc biệt là viên không lỗi, viên rất trong sáng và độ cao, chiều cao mặt bàn hầu như rất lý tưởng luôn. Thì tùy nhu cầu của khách hàng ha. Còn viên, những viên mình làm mẫu thì là những viên mình tuyển chọn thuộc một trong những viên đẹp xuất sắc để mình tuyển chọn mà làm mẫu mà. Rồi còn bên bộ bên này là cũng vậy, logo vương miện cũng theo kích thước là 12mm dành cho áo, 15mm dành cho cúc túi quần, 20 dành cho cúc áo vest. Bây giờ mình sẽ tháo ra, mình thay vào cái bản cúc mới này, dặn ngược kim đồng hồ cái đầu vàng này ra. Đây, và đây là phiên bản mới nè, phiên bản trước nè. Hai phiên bản này khác nhau một chỗ là bên trong, chỗ bóng vàng ống ả này là nằm lõm vào bên trong, và kim cương thì nhỏ hơn. Và đây là phiên bản mới, làm mẫu mới, chỗ bóng vàng ống ả này sẽ nổi ở ngoài và có viên kim cương chủ 5.4 to hơn, chiếu hơn, đẹp hơn, xuất sắc hơn. Anh Long, nhưng mà hình như áo của anh là áo Gucci đúng không anh Long? Đúng rồi, anh là áo Gucci. Thì về anh lấy hai cái nút kia anh bỏ ra và anh thay vào hai cái nút bằng vàng và kim cương của mình vào. Hoặc là mình có thể dùng bộ nút logo vương miện của mình. Áo này của mình bao nhiêu tiền vậy anh? Chiếc áo này anh mua hình như là 19 triệu mấy, gần 20 triệu. Cộng với bây giờ cái nút mình nữa thì chắc là hơn. Một con nút này hơn nhiều rồi nè. Kỳ Lân Luxury
chuyên chế tác tất cả trang sức bằng vàng nguyên khối AU750 và kim cương hột xoàn thiên nhiên theo yêu cầu, kích tum cá nhân hóa theo độc quyền và những sản phẩm theo tiêu chí cao cấp luxury của Kỳ Lân. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, hưởng lưu.